Autobahnmod xin chào các bạn. Và với video này, mình xin giới thiệu tới các bạn tất cả các xe hiện tại đang có mặt tại cửa hàng mình với giá tốt nhất của tháng 12 năm 2022 các bạn nhé. Các bạn hãy quan tâm theo dõi bởi vì xe rất nhiều và rất nhiều model mới, siêu lướt, siêu đẹp ạ. Đầu tiên mình xin giới thiệu tới các bạn, đây là một chiếc RX 300 F Sport sản xuất năm 2021 và đăng ký lần đầu tiên tháng 6 năm 2022. Xe đi rất ít, 9.000 km. Và chiếc này có ngoại thất màu trắng sứ, nội thất màu đen. Hiện tại chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá chỉ 3.560.000.000 các bạn nhé. Và bên tay phải mình đây tiếp tục là một chiếc Lexus RX 350, sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu tiên năm 2019. Xe cũng đi rất ít thôi, 3.500.000 km. Hiện tại chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá chỉ 3.639.000.000 ạ. Và phía bên này tiếp tục vẫn là một chiếc Lexus RX 350, sản xuất năm 2019, form mới và đăng ký lần đầu tiên năm 2020. Xe có ngoại thất màu trắng và nội thất màu lâu da bò, rất sang trọng, rất đẹp, đi rất ít, 1.800.000 km. Chiếc này hiện tại mình đang chào bán với giá chỉ 4.030.000.000 ạ. Ở phía bên tay trái mình đây sẽ có một chiếc Range Rover phiên bản Autobiography, trục cơ sở kéo dài và sử dụng động cơ 5.0. Chiếc này là phiên bản sử dụng nội thất 4 ghế thương gia với đầy đủ massage, sấy, sưởi, làm mát ghế. Ở phần ngoại thất thì đã được lên full model Autobiography 2021 các bạn nhé, với đèn, cản trước, la răng, toàn bộ đều là hàng chính hãng với giá trị gói độ rất lớn, gần 400.000.000 đồng và giá cực kỳ hợp lý, chỉ 5.099.000.000 cho một chiếc Range Rover Autobiography đi rất ít, 4.000.000 km thôi ạ. Và mời các bạn vào phía trong này. Ở phía trong này thì chúng ta tiếp tục sẽ có một chiếc Range Rover Autobiography giống chiếc ở ngoài cửa nhưng đã được độ lên phiên bản SV Autobiography 2021 với ngoại thất hai màu, phía dưới màu xám, phía trên màu đen. Đèn chính hãng và la răng SV chính hãng. Chiếc này thì sẽ có ngoại thất đã được độ hai màu kết hợp với nội thất màu lâu da bò, rất đẹp, xe đi rất ít, 4.000.000 km. Ở chiếc này thì được sản xuất năm 2015 và đăng ký lần đầu tiên tháng 12 năm 2017 các bạn nhé. Hiện tại cửa hàng mình đang chào bán với giá chỉ 5.199.000.000. Đây, mời các bạn xuống phía dưới này. Ở dưới này tiếp tục là Lexus, chúng ta sẽ có một chiếc RX 350 siêu lướt, sản xuất năm 2021 và đi chỉ 9.000 km thôi ạ. Xe có ngoại thất màu trắng và nội thất vẫn là nâu da bò, giá 4.430.000.000, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Và phía bên tay trái mình sẽ là một chiếc ES 250 model 2017, đi 5.000.000 km, giá rất hợp lý, 1.690.000.000 cho một chiếc ES có ngoại thất màu đen và nội thất màu lông da bò rất sang trọng, với nội thất được đánh giá là rộng rãi nhất trong phân khúc. Mời các bạn xuống phía dưới này. Ở dưới này chúng ta sẽ có một chiếc Mercedes-Benz S450 và chiếc này đã được bán tới khách hàng đang chờ thủ tục sang tên đổi chủ ạ. Phía bên trái mình tiếp tục là một chiếc Lexus nữa, màu đỏ, nội thất kem, đi 6.000.000 km. Đó là một chiếc RX 200T model 2017, xe rất mới, đã được độ mặt ca lăng và la răng của model 2020. Chiếc này hiện tại cửa hàng mình đang chào bán với giá chỉ 2.400.000.000 đồng. Đây ạ, mời các bạn xuống phía dưới này. Ở dưới này tiếp tục vẫn là Lexus, một chiếc RX 350L sản xuất năm 2019 và đi rất ít, 4.000.000 km, với ngoại thất cũng đã được up mặt ca lăng và la răng lên model 2020. Hiện tại chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá chỉ 3.939.000.000. Xe rất mới, rất đẹp các bạn nhé. Phần ngoại thất này đã được phủ một lớp ceramic với giá trị khoảng gần 20.000.000 đồng. Phía bên tay trái mình là một chiếc BMW X4 model 2015, xe đi 6.000.000 và chiếc này hiện tại cửa hàng mình đang chào bán với giá chỉ 1.199.000.000. Tất cả các xe tại cửa hàng mình bán ra đều cam kết với các bạn không đâm đụng, không ngập nước, có pháp lý sạch và sẽ hỗ trợ các bạn sang tên đổi chủ trên toàn quốc, hỗ trợ các bạn vay vốn ngân hàng với giá trị khoảng 70 đến 75% giá trị xe.
các bạn hãy qua trực tiếp tại salon mình với địa chỉ 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline mình đang để trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.